Thưa quý vị, bão số 2 có tên quốc tế là Linfa đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Hiện thì bão đang ở trên khu vực bờ biển phía nam của tỉnh Quang Đông Trung Quốc và cường độ gió giảm nhẹ đạt cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Hiện bão đang di chuyển về phía khu vực vịnh Bắc Bộ nước ta, song bão sẽ suy yếu dần trong thời gian tới. Mặc dù vậy thì diễn biến của bão vẫn còn rất phức tạp và hoàn lưu của bão còn gây ra thời tiết xấu trên nhiều vùng biển ở nước ta. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, vượt qua khu vực Hồng Kông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 10 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông trên khu vực Macau, Trung Quốc. Lúc này, sức gió chỉ đạt cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam về phía vịnh Bắc Bộ, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 8 vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Từ đêm mùng 10 tháng 7, vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Đây cũng là nhận định của nhiều trang khí tượng trên thế giới và khu vực. Bão số 2 có đường đi phức tạp và khó dự đoán, ngay từ lúc hình thành là do sự chi phối và tương tác với cơn bão Chan -home ngoài Thái Bình Dương. Những ngày gần đây sự ảnh hưởng càng lớn khi khoảng cách giữa hai cơn bão càng gần. Hiện có một giả thiết được nhiều chuyên gia khí tượng đưa ra là bão số 2 sẽ đổi hướng, di chuyển thành một vòng cung, đi ra khỏi khu vực Biển Đông và nhập vào cơn bão Chan Hom. Trước những thay đổi liên tục của cơn bão, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các bộ ngành liên quan và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng. Theo đó, cần liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão số 2, theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền cũng như thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của cơn bão số 2. Đây là công điện thứ hai của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn về cơn bão số 2 trên biển Đông trong năm nay